Rồi, cho anh hỏi là các bạn có nghe thấy giọng của anh không? Với lại có thấy được cái slide không? Rồi nếu quan nhận được tín hiệu thì các bạn comment ở cái phần Q&A ha, để anh có thể biết được tình hình như thế nào. Ok, rồi các bạn có nghe rõ ha. Các bạn cũng thấy được cái màn hình chứ? Ok. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài tiếp theo ha của học phần dân số học. Mà là một bài mà anh nghĩ khá là thú vị. Ở chỗ là có một số cái mà có thể áp dụng được liền. Và thì cái bài này tên là bài phương pháp bảng sống ha. Thì dân số học là một cái môn học mà nó sẽ phải đo lường một số cái chỉ số trong dân số, và một trong số đó là cái việc tử vong. Thì để mà đo lường tử vong á, thì ở bài trước thì chúng ta học một số công thức ha để đo lường, nhưng mà cái đó là ở mức độ cơ bản thôi. Khi mà chúng ta ra cộng đồng, chúng ta thu thập số liệu và chúng ta theo dõi một cộng đồng một khoảng thời gian á, thì chúng ta đòi hỏi một phương pháp nó toàn diện hơn để chúng ta có thể đo lường được. Thì một trong những cái phương pháp đó là phương pháp bảng sống ha, hay tiếng Anh còn gọi là life table. Thì từ phương pháp bảng sống này và cũng từ cái bảng sống này, chúng ta sẽ có những cái số liệu khá là thú vị mà anh chúng ta sẽ cho các bạn làm thử ha. Rồi, ok, giới thiệu lại anh tên Thành ha. Nếu các bạn muốn liên hệ về bài học thì các bạn liên hệ qua mail. Còn nếu các bạn muốn liên hệ qua qua mail, những thông tin về sách nè, về tài liệu nè, nội dung học, chương trình học nè, thi cử, các bạn liên hệ qua mail của bộ môn ha. Rồi, đợt trước có một số bạn mail hỏi anh, nhưng mà do anh bệnh, giờ này bệnh một số giải nghiên cứu cho nên là anh chưa có thời gian trả lời ha, nhưng mà anh sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Rồi, thì trước khi bắt đầu bài giảng thì anh có một số câu hỏi các bạn có thể trả lời ha. Các bạn trả lời bằng cách là comment lên cái phần Q&A để mà anh có thể biết. Rồi, câu hỏi số 1. Thì hiện tại trên thế giới ha, một trẻ bất kỳ trên thế giới được sinh ra có thể sống tới năm bao nhiêu tuổi? Rồi, A 70 tuổi, B 60 tuổi và C 50 tuổi. Rồi các bạn điền đáp án ở phần dưới cho anh coi coi. Mình cứ đoán thôi ha. Không cần phải tìm kiếm gì lên Google sợ đâu. Trong đầu nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nhắc lại ha. Trên thế giới hiện tại thì một trẻ có thể sống tới bao nhiêu tuổi? 70, 60 hay 50? Ha. Thì cái rồi một bạn anh ghi nhận là C tức là 50 tuổi. Rồi để anh xem đáp án của từ hai hai bạn nữa coi. Một bạn khác thì nói là 70. Và một bạn khác nữa thì nói là 70 tuổi. Ok. Và đáp án cuối cùng của chúng ta là đáp án cuối cùng của chúng ta là 70 tuổi ha. Rồi. Một số bạn trả lời là 60. Ồ, bốn bạn trả lời là 60, khá là nhiều ha. Nhưng mà rất tiếc là đáp án là 70 tuổi ha. Như vậy thì anh nhận thấy là cái hiện tại có một đáp án nói về 50 tuổi thôi, còn lại là con số chọn 7 A và B bằng nhau. Như vậy thì nhưng mà đáp án cuối cùng là 70 tuổi. Tức là hiện tại trên thế giới nè, khi mà một trẻ sinh ra thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng đứa trẻ đó có thể sống tới năm 70 tuổi.
Số liệu này sẽ thay đổi ở nhiều nhiều nơi trên thế giới ha. Chẳng hạn như nếu mà các bạn nói về những nước ở châu Âu đi, thì tuổi thọ trung bình của họ có thể sống tới 85 tuổi. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói về những cái vùng như là châu Phi thì tuổi thọ trung bình của họ chỉ khoảng là 60 mấy tuổi mà thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta biết được cái từ khóa là có thể sống tới năm bao nhiêu tuổi ha, chính là cái tuổi thọ ha. Rồi, qua tiếp. Rồi câu hỏi số 2. Tại Việt Nam, ủa anh xin lỗi, các bạn có đang thấy cái PowerPoint của anh di chuyển không vậy? Các bạn có thấy được cái slide của anh đang di chuyển không? Rồi, hiện tại anh có chỉnh lại cái slide ấy, hình như các bạn có thấy anh chuyển qua câu số 2 chưa? Rồi, câu hỏi số 2. Rồi tại Việt Nam nè, các bạn xem anh có phải anh ở câu hỏi số 2 không nha. Rồi tại Việt Nam, một trẻ sinh năm 2019 á ha. Tức là một trẻ sinh ra trong 2 năm trước đi, ha, 2 năm trước năm 2019 thì kỳ vọng có thể sống được tới năm bao nhiêu tuổi? Ha, câu hỏi này sẽ khác. Thứ nhất là câu hỏi này hỏi về Việt Nam. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi này hỏi về năm 2019. Một đứa trẻ sinh ra trong năm 2019 á, thì nó sẽ sống tới năm bao nhiêu tuổi? Rồi một bạn nói là A, 76 tuổi. Bạn khác nói A. Bạn khác nói là B, 71 tuổi. Nãy giờ có bạn nào chọn C không? Hồi nãy mình biết là trên thế giới là 70 tuổi ha, nhưng mà biết đâu Việt Nam mình thấp hơn thì sao? À, rồi. Ok, nãy giờ anh thấy các bạn chọn đa phần là A ha. Như vậy thì đáp án cuối cùng là cả A và B đều đúng ha. Tại sao lại cả A và B đều đúng? Bởi vì 76 tuổi là đối với trẻ. Đối với bạn là trẻ nam hay trẻ nữ? 76 là tuổi là đối với trẻ nữ ha. Tức là một đứa trẻ mà khi trong năm 2019 sinh ra mà có giới tính nữ á, thì mình kỳ vọng rằng ha, dựa trên số liệu tính toán mình kỳ vọng rằng đứa trẻ đó sẽ sống tới năm 76 tuổi. Còn đối với trẻ nam á thì kỳ vọng sống tới năm 70 71 tuổi thôi. Thì chúng ta biết rằng là trên thực tế thì là nam sống 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 tuổi đời của nam sẽ ngắn hơn của nữ ha. Còn số 66 này thì chắc chỉ có ở châu Phi mà thôi ha. Cái nước châu Phi thì cái điều kiện sống của họ khá là không tốt, dịch vụ y tế cũng chưa được hoàn thiện, cho nên là cái tuổi thọ họ sẽ giảm. Tại sao anh lại cố định lại trong cái khoảng thời gian 2019? Bởi vì các thông tin về về tuổi thọ cũng như là cái tỷ suất tử vong á, thì nó sẽ được tính toán dựa trên một cái gọi là tổng điều tra dân số ha. Mà tổng điều tra dân số các bạn biết rồi, nó sẽ có được thực hiện vào mỗi năm mà kết thúc bằng số 9, ví dụ như là 2010 2009 nè, hay là 2019 vừa rồi ha, 2019 vừa rồi. Tổng cục thống kê họ hoàn thành một cái điều tra tổng điều tra dân số thì họ ra kết quả này ha. Nói chung là ở Việt Nam mình á, thì cái mức sống, cái kỳ vọng sống hay cái tuổi thọ cao hơn trung bình trên thế giới, và cụ thể là nam 71 tuổi và nữ 76 tuổi. Rồi bây giờ mình đi theo câu tiếp theo. Rồi cũng tại Việt Nam ha, cũng tại Việt Nam thì các bạn thử đoán coi, xác suất một trẻ sinh năm 2019 nè
sống tới năm 22 tuổi, tức là bằng tuổi các bạn đó ha, là bao nhiêu? A 90%, tức là một đứa trẻ sinh ra thì chỉ có 90, 100, 100 đứa trẻ thì chỉ có 90 đứa trẻ sống tới năm 22 tuổi mà thôi. Hay là B, trong 100 trẻ thì có 96 trẻ sống tới năm 22 tuổi và có thể đi học y như các bạn. Hay là hoàn toàn kiểu như là 100% trẻ sinh ra thì 100% đều sống tới 22 tuổi luôn. Rồi các bạn thử đoán coi nào. Rồi một bạn chọn là B, 96%. Có bạn nào lạc quan chọn 100% không? Hai bạn chọn B. Một bạn chọn 90%. Không phải một bạn mà hai bạn nữa. Rồi một bạn chọn C là 100%. Ok. Vậy đáp án cuối cùng là B, 96% ha. Như vậy là trong bối cảnh Việt Nam nè, dựa trên cái điều kiện sống, điều kiện học tập, làm việc và việc tiếp cận cái dịch vụ y tế tại Việt Nam á, thì một trẻ sinh ra trong năm 2019 á, thì kỳ vọng có thể sống tới năm một trẻ nam nha, anh xin lỗi anh nói rõ hơn là một trẻ nam nha. Sinh trong năm 2019 có thể sống tới năm 22 tuổi là 96%. Tức là trong 100 trẻ sinh ra ở trong cái lứa đó thì sẽ có 96 trẻ sống tới năm 22 tuổi. Còn 4 trẻ còn lại thì trong quá trình sống thì có thể là bị tử vong. Rồi, câu hỏi cuối cùng. Rồi, tại Việt Nam trong năm 2019 ha. Thì các bạn thử hình dung coi một sinh viên nữ năm 4, tức là cỡ bằng bằng tuổi các bạn, tức là 22 tuổi ha. Anh lấy cái số đại diện thôi, có thể có bạn lớn hơn, có bạn trẻ hơn, thì có thể sống thêm bao nhiêu năm? À, câu nào hỏi này bắt đầu thấy có liên quan tới bản thân ha. Ví dụ như các bạn thử hình dung đi, mình nè, năm nay mình 22 tuổi nè, thì mình có thể sống thêm được bao nhiêu năm? A 57,6 năm, B 67,6 năm, hay là C 77,6 năm? Rồi các bạn thử đoán coi. Hoặc là các bạn nói lên cái mong chờ của mình ha, các bạn muốn sống thêm bao nhiêu năm? Ha. Hay là chỉ muốn 60 năm cuộc đời thôi? Bạn chọn B 67 năm. Có bạn thì chọn A. A 57. Ồ. Đa phần thì anh thấy là các bạn chọn A ha. Một số bạn chọn B. Rồi mình thử tính toán coi 22 tuổi thì cộng thêm 57,5 nữa là 77,6 tuổi. Ha, cái kia cộng thêm 10 năm là 87,6. Hai con kia cộng thêm nữa là 97,6. Ha, như vậy thì các bạn cũng thể dễ đoán được ha, là cái con số là cô A ha. Bởi vì mình tính trung bình một trẻ năm 2019 sinh ra là vậy, thì một trẻ nào mà sống được tới 22 tuổi đi thì cái khả năng sống lâu của họ cao hơn, thì nó cũng khoảng đâu đó khoảng 76 77 ha, thì nó sẽ là 77, tức là đáp án A. Rồi, thì như vậy thì các bạn vừa đi qua 40 câu, 40 câu hỏi quan trọng mà các bạn có thể đặt khi mà các bạn có thể đặt ra khi mà các bạn đọc một cái bản sống. Và đây cũng là bốn cái nhóm thông tin quan trọng khi mà các bạn có thể lấy được từ một cái bản sống ha, hoặc là khi mà các bạn đọc một cái tổng điều tra dân số, thì những bốn câu hỏi vừa rồi cũng là bốn nguồn thông tin mà các bạn có thể tìm gọi là cơ bản nhất để các bạn có thể lấy được đó. Thì đó là cái vai trò của bản sống cũng như là cái phương pháp bạn sống có thể tính toán được cho các bạn ha. Và anh nói trước luôn là câu hỏi thi cũng quanh quẩn cỡ bốn cái này thôi ha, câu hỏi thi bài tập á. Tất nhiên nó sẽ không đơn giản như vậy đâu, nó sẽ các bạn phải tính toán từ bản sống, nhưng mà anh hy vọng đây là một cái khởi động để các bạn hiểu thêm về cái vai trò của nó. Rồi bây giờ thì anh đi vào bài.
Thì bài này chúng ta sẽ học một cái khái niệm gọi là kỳ vọng sống hay là life expectancy, hay còn nói một cách dân dã đó là tuổi thọ. Ha, thì các bạn sẽ thấy là cái tuổi thọ của chúng ta, của loài người chúng ta nó thay đổi dao động rất là lớn từ 30.000 năm, từ 30.000 năm trước cho tới khoảng gần thời gian ngày nay. À, thì các bạn thấy rằng là ngày xưa con người chúng ta chỉ có thể sống tới 30 tuổi thôi. Tức là các bạn thể dễ hiểu là năm nay chẳng hạn như anh 28 tuổi đi, thì anh chỉ có thể sống được tới 2 năm nữa thôi là anh đủ cái phận sự trong cuộc đời rồi ha. Còn các bạn thì có thể thêm 8 năm nữa vân vân, và chúng ta cũng sẽ khó có thể tốt nghiệp rồi học nội trú hoặc là học đại cao học hoặc học tiến sĩ ha. Điều đó đều không thể với con số vỏn vẹn 30 năm cuộc đời. Nhưng mà dần dần thì sẽ có sự thay đổi đến cái thời kỳ mà cỡ năm 1850 tới năm 1900 á ha, thì cái loài người của chúng ta sống trung bình tới năm 40 tuổi. Ha, như vậy thì đủ điều kiện để chúng ta học y xong nè, học tiến sĩ nè, là có gia đình nè, ha, nuôi con được vài năm thì chúng ta xong thành sự cuộc đời. Thì giai đoạn này thì nó bị ảnh hưởng bởi những cái thương hàn, rickets, ha, bạch hầu, lao, ha, sốt tinh hùng nhiệt, tả, vân vân, ha. Thì nó thời gian đó là thời gian mà dịch bệnh hoành hành rất là nhiều. Chính vì thế nó có thể dẫn tới cái tuổi thọ trung bình cỡ chừng 40 năm thôi, ha, chưa được trung niên nữa. Tuy nhiên bắt đầu đến năm 1900 trở đi á, thì cái dịch vụ y tế được cải thiện. Ha, mọi người bắt đầu ăn ở sạch hơn, cái bắt đầu người ta quan tâm đến vệ sinh dịch tễ phòng dịch đó, thì lúc này cái đời sống người ta được cải thiện rất là nhiều. Và đến ngày hôm nay á, ở những nước như là Canada thì cái tuổi thọ sống của họ rất là cao, tức là một người trung bình đấy nha, nam có thể sống tới 82 tuổi và trung bình nữ có thể sống tới 85 tuổi, họ có thể hưởng trọn cái cuộc đời rất là dài. Nhưng mà chính vì cái sự sống lâu như vậy thì cái mô hình bệnh tật bắt đầu chuyển đổi ha, từ cái bệnh lây nhiễm như hồi đó ha, nó sang cái bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, nhồi máu cơ tim, vân vân. Thì vậy chúng ta có thể thấy rằng là qua một thời gian thì cái kỳ vọng sống của con người chúng ta bắt đầu cải thiện đáng kể, nó tăng cả gấp đôi luôn. Ha, và các bạn thấy là châu Á mình ở đây, châu Á mình là cái đường màu xanh nè, là cao hơn cái mức ở trên thế giới ha. Tuy nhiên thì nói thẳng ra thì chúng ta chỉ cao hơn mỗi Africa thôi, châu Phi thôi, còn chúng ta kém hơn những nước khác rất là nhiều. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đa phần cái nước châu Á thì là đến từ cái nước trung bình, thu nhập trung bình thấp ha. Ví dụ như ở châu Á của chúng ta đi, năm 1770 thì có thể sống tới 27,5 tuổi thôi, tức là chưa tới 28 tuổi ha. Rồi năm 2019 thì ở châu Á mình sống tới 73,6 năm trung bình, con số rất là dài ha. Điều này có ý nghĩa gì? Khi mà chúng ta nói kỳ vọng sống năm 1770 của châu Phi là 26,4 năm, thì lúc này chúng ta diễn giải là một trẻ sinh ra năm 1770 tại châu Phi á, thì có thể sống được tới 26,4 tuổi. Và khi mà chúng ta xét tới năm 2019 á, thì chúng ta nói rằng là cái kỳ vọng sống này năm 2019 của châu Phi là 63,2 năm, tức là một trẻ sinh ra tại châu Phi cho năm 2019 có thể sống tới năm 63,2 tuổi. Tức là con số đó sẽ mang tính đại diện cho cho cái lứa sinh ra vào năm đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái từ life expectancy này nó nghĩa là at birth, tức là khi mà mới sinh ra ha. Khi mà chúng ta đơn thuần dùng cái từ là kỳ vọng sống hay là life expectancy, chúng ta ngầm hiểu rằng là đây là kỳ vọng sống khi sinh ha. Nhắc lại là kỳ vọng sống khi sinh.
Rồi như vậy, nãy giờ các bạn cũng dễ hiểu ha, kỳ vọng sống là gì? Là số năm một người kỳ vọng sống, một người kỳ vọng có thể sống được trong cái cuộc đời của mình. Hay nói cách khác, một cách dinh dả hơn là tuổi tử vong trung bình trong dân số dành cho cái lứa năm đó. Thì cái chúng ta thường hay sử dụng nhất đó, đó chính là cái kỳ vọng sống khi sinh, cho nên đôi khi người ta chỉ cần nói là kỳ vọng sống thôi thì chúng ta sẽ tự hiểu rằng đó là kỳ vọng sống khi sinh. Nó cũng có những cái kỳ vọng sống tại những cái tuổi khác được ha, chút nữa chúng ta sẽ cùng tính luôn. Tại vì người ta nói rằng là kỳ vọng sống khi sinh nó rất nhảy với tỷ suất tử vong trong những năm đầu đời. Chính vì vậy khi mà các bạn tính lúc đầu ở những câu hỏi trắc nghiệm trước đó, khi mà các bạn tính cái tỷ suất tử vong khi sinh đó, anh xin lỗi, cái kỳ vọng sống khi sinh đó, của trẻ nữ là 76 tuổi, nhưng mà kỳ vọng sống năm 22 tuổi á, thì lại là tới 77 tuổi lận ha. Bởi vì là nó sẽ có một cái ngưỡng khi sinh là không tới 1 tuổi, và giai đoạn đó cái tỷ lệ tử vong của trẻ rất là cao. Thì những trẻ nào mà qua được cái giai đoạn đó thì cái khả năng, cái nguy cơ tử vong sau khoảng thời gian đó, nó là thấp hơn nhiều. Cho nên là đối với những người mà đã vượt qua giai đoạn không tới 1 năm rồi á, tuổi rồi đó, thì cái hiển nhiên là cái kỳ vọng sống họ sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó là lý do mà người ta có thể sử dụng những kỳ vọng sống tại những đối tượng khác ha. Và anh ví dụ như là trong cùng 1 năm đi, anh ví dụ anh lấy năm 1850 đi, thì các bạn thấy là kỳ vọng sống khi sinh nó sẽ rất là thấp ha. Ví dụ như đây là 40 tuổi, nhưng mà kỳ vọng sống của một người 70 tuổi sẽ cao hơn nhiều ha. Nghĩa là một người này có thể mong chờ có thể sống được tới năm 80 tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã nếu mà họ đã vượt qua cái ngưỡng 70 tuổi rồi thì nhiên họ sẽ sống thọ hơn rồi ha. Cái này giống như là xác suất có điều kiện vậy đó ha. Môn họ dịch tễ thống kê là một môn học thuần về gọi là đòi hỏi các bạn sẽ sử dụng kỹ năng toán học, tính toán xác suất rất là nhiều ha. Những bạn nào mà thích học, mà thích làm toán á, thì các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về hướng dịch tễ ha, hoặc là hướng nghiên cứu khoa học. Ở đó thì các bạn sẽ có thể ngồi tính toán và áp dụng vô thực tế ha, kiểu như là toán ứng dụng vậy đó. Mình áp dụng thực tế, mình tính toán, mình dự đoán kết quả về mặt sức khỏe như thế nào ha. Cái đó thì anh tư vấn cho những bạn nào nghĩ mình có khả năng mạnh mẽ về toán ha. Rồi, thì đặc tính của kỳ vọng sống là gì? Nó có 4 đặc tính ha. Thứ nhất là nó là một số trung bình. Khi mà anh nói rằng là một trẻ nữ sinh ra năm 2019 có thể sống tới năm 76 tuổi, thì không không có nghĩa là 100 trẻ hay 100 trẻ đều sống tới năm 76 tuổi cả. Hay nó là con số trung bình, thì có sẽ có trẻ sống tới năm 71 tuổi, nhưng mà sẽ có trẻ sống tới năm 80 tuổi ha. Nhưng mà quy ra trung bình thì chúng ta tính ra được con số là 76 tuổi. Và đây là một con số dựa trên những cái giả định hay gọi cái điều kiện ha. Điều kiện ở đây là sao? Thứ nhất là nó dựa vào cái điều kiện, nó chỉ phản ánh được là với cái nền y tế hiện tại, với cái điều kiện sống kinh tế xã hội, văn hóa xã hội hiện tại, thì đứa trẻ đó có thể sống tới năm, ví dụ nữ đi, sống tới năm 76 tuổi ha. Tuy nhiên cái điều kiện sống nó sẽ thay đổi rất là nhiều, và cái nguy cơ tử vong nó sẽ thay đổi ha. Ví dụ như là cái năm 2019 á, thì chưa có dịch Covid xuất hiện, cho nên là cái kỳ vọng sống sẽ khác, nó là như vậy ha. Tuy nhiên nếu bây giờ chúng ta tới năm 2029 chúng ta làm lại một cái tổng điều tra dân số đi, thì chúng ta sẽ biết rằng là cái kỳ vọng sống sẽ thấp hơn, bởi vì các bạn sẽ biết là cái con số tử vong do Covid-19 nó đã quá nhiều ha. Chính vì thế sẽ kéo cái tuổi thọ trung bình của con người trên thế giới giảm xuống. Tuy nhiên tại Việt Nam thì anh nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng đâu, bởi vì số ca tử vong không quá nhiều so với cái dân số của chúng ta. Rồi tiếp theo là cái đặc tính kỳ vọng sống này nó không bao gồm cái yếu tố lối sống ha, hoặc là không phản ánh cái nhóm dân số cụ thể. Ví dụ như khi mà anh nói một con số trung bình người Việt Nam mình sống là tới năm nam sống tới năm 71 tuổi đi, thì cái đó nó chỉ phản ánh cho dân số chung mà thôi,
Chúng ta không thể nào cầm con số đó áp dụng cho những người bệnh nhân ung thư được, hoặc là cầm cái đó áp dụng cho những người những trẻ sinh ra mà có dị tật bẩm sinh vào năm 2019 được. À, cái đó chúng ta khó, chúng ta chỉ có thể áp dụng cho dân số chung mà thôi. À, cho nên là đó là đặc tính của kỳ vọng sống. Và cái cuối cùng là kỳ vọng sống sẽ gồm hai loại là kỳ vọng sống cắt ngang và kỳ vọng sống đoàn thể. À, thì cái mà nãy giờ chúng ta đã nói tới á, và cái được sử dụng xuyên suốt luôn á, sử dụng thường xuyên luôn đó, đó chính là kỳ vọng sống cắt ngang ha, sử dụng trong tổng liệt kê dân số nè, trong bản sống nè, và trong bài này là kỳ vọng sống cắt ngang. Nhưng một chút nữa anh sẽ nhắc tới các bạn kỳ vọng sống đoàn thể là gì để các bạn có thể hiểu sơ qua. Thì như hồi nãy anh nói thì chúng ta có hai loại kỳ vọng sống là kỳ vọng sống cắt ngang và kỳ vọng sống đoàn thể. Thì để dễ hiểu thì các bạn hình dung cái từ cắt ngang và đoàn thể này nó giống như là cái nghiên cứu cắt ngang và nghiên cứu đoàn thể đó. Nghiên cứu cắt ngang là chúng ta quan sát cái giống như sau đó tại một thời điểm. Nghiên cứu đoàn thể là chúng ta quan sát cái một giống như sau đó dọc theo thời gian ha, theo dõi là từng năm ghi nhận lại như thế nào, ghi nhận lại là còn sống hay là đã mất rồi, còn qua năm sau chúng ta ghi nhận lại là những còn sống thì bao nhiêu người mất đi, vân vân. Thì qua mô tả như vậy các bạn có thể thấy rằng là cái kỳ vọng sống đoàn thể nó ít phổ biến, bởi vì cái việc đo lường rất là khó, chúng ta phải theo dõi người dân thường xuyên. Và tuy nhiên đây là một cái phương pháp phản ánh chính xác, bởi vì chúng ta theo dõi một cái nhóm dân số đó liên tục ha, theo dõi và ghi nhận cái số tử vong của nhóm dân số đó. Tuy nhiên không khả thi khi mà chúng ta dành thời gian chúng ta theo dõi một nhóm dân số, chẳng hạn như tại Việt Nam chúng ta theo dõi 96 triệu người đều không thể. Thì lúc này người ta mới sử dụng cái kỳ vọng sống cắt ngang, tức là người ta coi đoàn thể giả định tại một thời điểm. Tức là sao? Tức là chẳng hạn như trong năm 2019 này mình coi những người từ 0 tuổi cho đến những người 90 tuổi, và chúng ta giả định rằng là đó là một cái đoàn thể chúng ta theo dõi từ 0 tuổi tới năm 96 tuổi, chỉ trong một năm đó thôi, ta đưa một lát cắt và chúng ta giả định như vậy ha, thì nó sẽ có cái lợi chúng ta dễ dàng tính toán. Tuy nhiên như các bạn biết ha, là cái nguy cơ tử vong ở mỗi nhóm tuổi tại một năm nó sẽ khác nhau, cho nên là khó mà có thể tính toán một cách chính xác được ha. Tuy nhiên đây là một cái phương pháp phổ biến, bởi vì nó dễ làm hơn, mang tính khả thi cao hơn. Như vậy thì kỳ vọng sống được tính như thế nào? Thì tới phần này thì anh sẽ khuyên các bạn là các bạn coi trong video bài giảng số ha, thì các bạn sẽ được hướng dẫn cách tính toán chi tiết hơn. Nếu mà anh hướng dẫn trong cái buổi ngày hôm nay thì nó sẽ tốn thời gian của các bạn, và nhiều khi các bạn cũng sẽ không nắm kỹ, cũng chưa thể sự hiểu đâu ha. Các bạn về coi trong video, nghe làm bài tập trong tài liệu anh gửi thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn về cái kỳ vọng sống ha. Thì những bài anh dạy ha, những bài anh dạy thì anh có sẽ có gửi tài liệu, cho nên là lớp trưởng liên hệ, lớp trưởng cái lớp ha liên hệ anh để anh gửi tài liệu cho các bạn bên cạnh cái việc các bạn học trong sách ha. Nhớ nha, là cái lớp trưởng nhớ nhớ mail cho anh hay là anh gửi tài liệu hai bài ha. Bài trước là bài đo lường tử vong, và bài này là bài phân bản sống ha. Đây là phần dân số ha, dịch tả thì đã có sách mới rồi, dân số thì hiện tại chưa có sách mới, cho nên các bạn học tài liệu của học cái cu riêng rồi. Thì phân bản sống thì được 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 xây dựng bởi một nhà thống kê học là John Cron ha. Thì lúc nào ông này ông tính cái tỷ suất tử vong theo tuổi. Các bạn có thể thấy là ông này ông sống tới năm mươi mấy tuổi ha, cao hơn cái kỳ vọng sống tại thời điểm mỏng ha, khá là hay. Rồi như các bạn biết thì phương pháp bản sống như hồi nãy anh nói, bởi vì chúng ta có bản sống cắt ngang và bản sống đoàn thể, cho nên chúng ta sẽ có hai loại tính toán khác nhau ha. Nhưng mà bản sống đoàn thể thì sẽ rất là phức tạp, cho nên là chúng ta không có quan tâm nó lắm trong cái bài này. Bạn biết những khái niệm về nó thôi. Cái mà chúng ta làm là bản sống cắt ngang. Thì bản sống cắt ngang nó có hai loại, một là đầy đủ, hai là rút gọn. Cái đầy đủ thì cái lớp tuổi chúng ta các bạn sẽ thấy ha. Đối với dạng đầy đủ thì có một mỗi cái lớp tuổi nó sẽ là theo từng năm luôn. Còn đối với dạng rút gọn thì nó sẽ theo khoảng tuổi, thường là 5 năm một khoảng tuổi.
Thì trong nội dung học của chúng ta thì chúng ta sẽ làm việc nhiều với khoản này hơn ha. Rồi thì bảng số liên hệ chúng ta cắt ngang nè, phương pháp bảng số cắt ngang thì như hồi nãy anh nói là chúng ta sẽ mô tả một cái đoàn hệ giả định và coi như là nó di chuyển theo dõi đoàn hệ đó từ 0 tuổi đến khoảng 90 tuổi đi. Và chúng ta thường ra đưa ra một con số chủ quan là 100.000 người ha, chúng ta giả định là 100.000 người. Và cái việc tính toán này dựa trên các tỷ suất tử vong ở tất cả các lớp tuổi. Và nó sẽ giúp dự báo kỳ vọng sống trong tương lai. Ha, như nãy giờ mình làm á, các bạn thấy tính toán được cái bản sống, tính toán được cái kỳ vọng sống hay cái tuổi thọ trong tương lai. Và đây là cái bảng sống Việt Nam năm 2019 ở giới nam. Nó có hai bảng, một nam một nữ ha. Cuối bài thì anh sẽ đưa thêm một cái bảng nữ cho các bạn. Còn hiện tại thì anh ví dụ ở cái bảng nam này. Thì ở cái bảng này các bạn sẽ thấy là thứ nhất là các bạn thấy là lớp tuổi ở đây ha. Khi mà 0 tuổi tức là ở đây số 0 là sinh nhật, là cái lúc mới sinh ra. Số 1 là ở đây là sinh nhật lần thứ nhất. Số 5 là sinh nhật lần thứ 5, tức là ở sinh nhật lần thứ nhất ha, cái khoảng này nghĩa là anh xin lỗi. Để anh xóa đi đã. Tức là ở cái lớp tuổi này chúng ta biết là từ sinh nhật lần thứ 1 đến trước sinh nhật lần thứ 5. Ở lớp tuổi này chúng ta biết là ở sinh nhật lần thứ 5 thấy trước sinh nhật lần thứ 10. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy con số giả định là 100.000 người ở đây. Con số giả định chúng ta sẽ theo dõi và các bạn sẽ thấy rằng là qua từng lớp tuổi ha. Qua từng lớp tuổi thì cái con số người còn sống này nó sẽ giảm dần đi. Và đến 80 tuổi thì chỉ còn khoảng 23.300 người thôi. Rồi, cái M này là cái tử vong ha, tỷ số tử vong. EX này là kỳ vọng số năm kỳ vọng sống được. Ha, các bạn chút nữa anh sẽ nói rõ hơn, số năm kỳ vọng có thể sống thêm được nha. Anh ví dụ như là ở tuổi 0 này thì đứa trẻ 0 tuổi có thể sống được tới sống thêm được 71 năm, tức là tuổi thọ trung bình của nó là 71 tuổi. Ví dụ như là đối với người 75 tuổi đi. Ví dụ ở người 25 tuổi đi. Thì như vậy là cái số năm có thể sống thêm được là 48,8 năm ha. Một số bạn sẽ nhầm hiểu rằng là đây là cái tuổi thọ trung bình à, không đúng ha, không à, như vậy thì chẳng lẽ là một người 25 tuổi thì tuổi thọ trung bình của họ có thể là 48,8 tuổi, thì đó thì nó quá ngắn, không phù hợp với hiện tại ha. Đây là số năm sống thêm được. Trong cái bản này các bạn sẽ trả lời những cái gì? Thứ nhất là trẻ nam sinh ra cho năm 2019 thì vọng sống tới 71 tuổi. Thứ hai là một sinh viên nam Y4 có thể sống tới thêm 53,5 năm, tức là 75,5 tuổi. Xác suất một trẻ mới sinh ra sống được tới 22 tuổi là 96,32%. Đây là ba cái nguồn thông tin mà các bạn có thể khai thác được từ cái bản sống này. Rồi một cái bản sống khác của dân số Mỹ ha. Thì ở đây các bạn anh sẽ nói rõ hơn về các cột. Thứ nhất là cột lớp tuổi ha. Lớp tuổi thì các bạn sẽ thấy là ở đây một cách ghi chú khác thôi, nhưng mà về bản chất nó cũng như nhau thôi. Ở đây là từ sinh nhật, từ lúc mới sinh tới sinh nhật lần thứ nhất. Đây là sinh nhật lần thứ nhất tới trước sinh nhật lần thứ 5. Ha, ở đây sinh nhật lần thứ 5 tới trước sinh nhật lần thứ 10, từng khoảng năm. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái ở đây là từng khoảng 5 năm, 5 năm ha, 5 năm. Nhưng mà ở cái khoảng khoảng này nè, đây là có 4 năm mà, và khoảng này là có 1 năm. Cái lý do là vì như hồi nãy anh nói là những năm đầu đời á, cụ thể là năm 0 tới 1 tuổi hay là 1 tới 5 tuổi là cái tỷ lệ tử vong, nguy cơ tử vong ở những trẻ lớp tuổi này rất là cao. Cho nên là người ta phải phân tách ra để người ta có thể tính toán cái nguy cơ tử vong chi tiết hơn ở nhóm này. Rồi, cái Q là xác suất tử vong ha. Xác suất tử vong ở từng lớp tuổi thì các bạn có thể thấy rằng là cái
xác suất tử vong ở lớp tuổi này nó cao nhất luôn. À, nó thấy các bạn thấy nó cao hơn những lớp tuổi khác. Rồi còn LX là số người sống. Số người sống ha, là giả định rằng là 100.000 người này, 100 trẻ, 100.000 trẻ mới sinh ra và sẽ đi qua từng năm, qua từng lớp tuổi. À, sẽ đi qua từng lớp tuổi ha. Đó thì cứ mỗi lớp tuổi các bạn thấy cái số người sống nó sẽ giảm dần. Và con số người sống này là giả định ha, giả định thôi. À, tiếp theo là số người chết ha, thì chúng ta trừ ra thì chúng ta có được số người chết thôi. Và các bạn cũng có thể thấy là cái số tử vong ở cái lớp tuổi đầu đời này rất là cao. Đó là chúng ta tính được cái số người năm sống. Và số người năm này là một khái niệm mà anh đã có đề cập ở một phần trong phần dịch tễ học rồi. Ha. Các bạn cứ hình dung đi, một người thì sống được cứ thêm một năm sống được thì sẽ có thêm được một người năm. Thì 100.000 người thì sẽ có 100.000 người năm. Ha. Tuy nhiên á, là do là không phải đứa trẻ nào trong lớp tuổi đầu tiên cũng sống được hết á. Có 578 trẻ mất đi, cho nên là người ta tính ra số người năm là còn 99.480. Và từ đó thì các bạn sẽ tính ra được cái tổng số người năm. Tổng số người năm là tổng số người năm cộng tất cả các lớp tuổi dưới. Ví dụ như là số người năm của cái lớp tuổi đời này á, là sẽ là tổng tất cả số dưới. Số người năm ở lớp tuổi tiếp theo là tổng số dưới. Đó. Và tiếp theo là cái kỳ vọng sống là số năm có thể sống thêm được. Rồi thì còn lại là những phần về công thức thôi. Thì anh các bạn có thể coi kỹ hơn trong tài liệu cũng như trong phần anh cho các bài giải số, hoặc là các bạn có thể coi trong cái bài ba câu hỏi của anh cũng được. Ban đầu nhìn sơ qua các bạn sẽ thấy là số liệu nhiều quá thì nó hơi chán ha, nhưng mà mình cứ thử làm thử đi. Quan trọng là các bạn trả lời được ba cái bốn câu hỏi mà anh đặt ra ở đầu bài ha. Các bạn sử dụng cái bảng này để có thể tính toán được cái kỳ vọng sống của bản thân mình ha, của người thân mình ha, để xem là mình biết là họ người thân mình có thể sống được thêm bao nhiêu năm. Các bạn anh thấy cái này rất là hay, bởi vì đôi khi chúng ta không có cảm giác được rõ ha. Chẳng như khi mà các bạn ngồi, các bạn thử tính ra cái kỳ vọng sống của ba mẹ mình đi, thì các bạn sẽ thấy là cái tuổi thọ của họ nó sẽ còn không không có dài như mình nữa. Như là nếu là các bạn đi, nếu là chúng ta đi, khoảng hai mấy thì chúng ta sẽ sống được 50 mấy năm. Nhưng mà nếu mà thử tính tuổi thọ của những người mà lớp tuổi cao hơn 50 mấy đi, các bạn sẽ thấy là cái kỳ vọng sống của họ ngắn hơn. Thì nhiều khi chúng ta sống chúng ta cảm giác là người thân của mình cứ cứ ở bên cạnh ha, nhưng mà khi chúng ta ngồi tính toán thử con số liệu thì chúng ta thấy là người thân của chúng ta có thể sẽ không có ở bên cạnh chúng ta quá lâu. Cho nên là chúng ta sẽ hiểu thêm và chúng ta sẽ biết cách điều chỉnh hành vi của mình để có thể đối xử với những người thân mình nó tốt hơn. Đó, một cái về mặt số liệu. Đó là lý do mà bản thân anh ha, khi mà anh tính toán cái bản sống này thì anh thấy rất là hay, có thể ứng dụng được. Rồi một bạn hỏi anh là bộ môn có triển khai bảng số như môn dịch tễ phải không ạ? À? Thì là có ha, có triển khai bảng số và đã gửi từ đầu năm luôn rồi. Hiện tại nhà trường chưa gửi nên, ủa, chắc lớp lớp trưởng liên hệ đơn vị bài giảng số ha, để được cái bài giảng này. Chứ về nguyên tắc thì là bên bộ môn anh đã gửi hết rồi đó, nên là các lớp trưởng thử thử liên hệ trực tiếp coi. Rồi đây là những cái tính toán thôi, các bạn có thể làm thêm. Và nói thẳng ra là việc thi cử thì anh sẽ
show nguyên cái bảng này ra cho các bạn coi. Và nhiệm vụ các bạn sẽ phải tính ha. Ví dụ như là sẽ có khuyết một chỗ đi, các bạn ngồi tính ra thử sẽ như thế nào. Anh nghĩ là cái này đơn giản, với khả năng của bạn thì làm chừng vài ba lần là bạn hiểu cái quy tắc thôi. Ha, quan trọng là các bạn nhớ công thức, các bạn tính toán thử. Thì nó có nguyên tắc hết. Rồi, thì như vậy thì anh kết luận là bài này cũng không có quá dài ha, quan trọng là tính toán thôi. Thì cuối cùng kiểu sống là gì? Là tuổi thọ trung bình, và nó sẽ phản ánh được cái tình trạng sức khỏe của một cộng đồng. Và vai trò chính của bản sống là nó sẽ mô tả cái bức tranh sống còn của một cộng đồng. Ha. Chúng ta nhận được cái bức tranh sống còn của cộng đồng. Thì cái việc tính toán mà tỷ suất tử vong thì nó cũng sẽ dựa trên cái bản sống này thôi. Rồi thì cuối bài anh có đưa thêm một số cái bản sống Việt Nam ha, của nam nè, của nữ nè, và tuổi thọ trung bình của thế giới tính thay đổi như thế nào. Anh thấy cái bản này rất hay ha. Ví dụ như là năm 1989 ấy, thì tuổi thọ trung bình của Việt Nam chúng ta nó khoảng 60 mấy tuổi thôi ha, nhưng mà tới năm 2019 thì các bạn thấy là tuổi thọ chúng ta cải thiện rất đáng kể. Sau 30 năm chúng ta đã tăng được cỡ chừng 8 năm tuổi thọ ha. Một sự cố gắng của cái nền y khoa cũng như y tế công cộng ha, cũng như là kinh tế xã hội phát triển thì nó cải thiện 8 năm. Tức là người thân của chúng ta có thể sống thêm được 8 năm, chúng ta có thể tận hưởng cuộc đời thêm 8 năm. Anh nghĩ rất là hay ha. Cho nên là khi mà các bạn hành nghề y ha, hoặc là một số bạn sau này làm y tế công cộng đi, thì lúc nào cũng cố gắng mình làm để mình hướng tới những con số này ha, giúp cho cái tuổi thọ có thể kéo dài hơn. Nhưng mà cũng có một cái là anh nói thêm là các bạn thấy là ở nam lúc nào cũng sẽ tử vong cao hơn nữ hết ha, đặc biệt là ở lứa tuổi nhỏ nè. Ha, 1 tới 10 tuổi thì những trẻ nam có nguy cơ tử vong cao hơn những trẻ nữ rất là nhiều. Ha, và hầu hết ở tất cả các giai đoạn sống luôn là lúc nào cái tử vong á, tỷ số tử vong á, thì lúc nào nam cũng hơn nữ hết á. Ha, nam cũng tử vong nhiều hơn nữ hết. Ha, cho nên nói thẳng ra là nam là phái yếu ha. Nam là phái yếu thì các bạn nữ nên phải che chở cho các bạn nam. Rồi, thì anh có đưa câu hỏi định giá thì các bạn có thể tính toán. Thì nó cũng xoay quanh, anh nghĩ là không quá khó ha. Chỉ cần các bạn trả lời những câu hỏi này thôi thì các bạn có thể đi thi ổn bài này. Cũng xoay quanh những cái nãy giờ những gì anh nói, những ý quan trọng mà thôi. Thì ở đây anh cho một cái bản của dân số Mỹ. Thì giờ như đi thi thì anh sẽ cho một bản của dân số Canada hay là Lào, Myanmar hay là Trung Quốc vân vân ha. Đó thì các bạn có thể lên mạng search thôi, bộ dữ liệu này công bố rộng rãi ha. Bạn nào muốn làm bài tập tính toán thử thì cứ lên mạng search life expectancy, rồi đánh thêm một quốc gia nào đó để sẽ ra một cái bài nghiên cứu ha. Thì các bạn có thể tính toán dựa trên cái đó để coi như một bài tập tham khảo. Rồi, một bạn ban cán sự xin cái lịch giảng trên số học đúng không? Các bạn có mail cho bộ môn mà chưa nhận được. Ok, anh sẽ nhắn lại với bộ môn ha. Các bạn sẽ nhắn lại với bộ môn là các bạn chưa nhận được lịch giảng. Rồi ok. Rồi không biết các bạn có thắc mắc gì về bài giảng này không? Nói tóm lại sau bài này các bạn sẽ hiểu được là tuổi thọ trung bình là gì,
kỳ vọng sống là gì, tại sao chúng ta phải tính kỳ vọng sống, phương pháp mà để đo lường kỳ vọng sống là phương pháp nào, ha, đoàn hệ hay là cắt ngang, bản sống mà chúng ta đang coi là bản sống đoàn hệ hay cắt ngang, dạng đầy đủ hay rút gọn. Rồi nhìn vào bản sống thì chúng ta biết rằng là cái kỳ vọng sống của một cái nhóm đó là bao nhiêu tuổi, ha, một nhóm đó có thể sống thêm bao nhiêu tuổi. Ví dụ như để đạt tới một lứa tuổi là 50 tuổi thì xác suất sống tới 5 năm đến 50 tuổi là bao nhiêu, ha, hoặc là một trẻ hoặc là một người ví dụ như anh đi 28 tuổi có thể sống được bao nhiêu năm nữa, ha, những câu trả lời rất là đơn giản, ha. Anh hy vọng là sau bài này có thể trang bị các bạn kiến thức để mà các bạn có thể đọc và biết được những cái thông tin đó khi mà các bạn đụng đến một cái tuổi thọ trung bình vân vân, ha. Khi mà các bạn coi báo đài thì đó, người ta nói tuổi thọ trung bình tức là cái kỳ vọng sống, ha, và nói thẳng ra là kỳ vọng sống khi sinh. Rồi, các bạn có thắc mắc gì không?